Vào hồi 0 giờ 48 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024, tổng đài 114, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1 hẻm 31 ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố và công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113, công an quận Cầu Giấy, công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp nhận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt. Trong đó, có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.